Vui, bữa nào đãi mình uống cà phê. Có Lê Nguyễn, cuộc sống ngày càng khó khăn là do trên đang cho mình học bài và hành pháp mỗi ngày, phải không chú? Đó là quá đúng luôn. Tại vì nếu mà không có Covid, có phải là những đàn ông thanh niên chiều cái đi ra quán cà phê, quán nhậu, vũ trường hay là đi ăn không ăn cơm mà rồi đi ăn phở tối ngày không? Bây giờ đâu dám ăn phở nữa, đi lơ mơ gặp nhỏ phở nó có bị Covid thì sao? Cũng đỡ, bớt bớt tạo nghiệp. Ở nhà ăn cơm nguội vậy mà nó chắc ăn, không hiếm Covid. Nên những cái khó càng khó khăn á thì cái thời sàng lọc á khi mình qua rồi á, qua cái này đa số sẽ được qua nha, thì cộng chú Khánh nữa thì mình sẽ ở vào một cái thời đại cực kỳ là sung sướng thanh bình, có những người Phật thánh tiên xuống sống chung với mình, mang thân người để mà dạy dỗ mình.